Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng phán: Vào năm 1984, vào mùa hè, trong lúc tôi tĩnh tâm cầu nguyện, sau 7 ngày 7 đêm thiền định khẩn cầu cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, và Ngài đã đến với tôi trong giấc ngủ theo lời yêu cầu của tôi sau 7 ngày 7 đêm thiền định khẩn cầu. Và đây là những gì Ngài phán bảo, và Ngài bảo tôi thông báo lại cho tất cả đồng bào nhân loại được biết. Ngài phán: Ta biết có một số các con vẫn còn nghi ngờ quyền năng của ta. Ta chính đây là Thượng Đế Toàn Năng như lời ta đã phán. Ta là Thiên Chúa Giê-xu. Tất cả các con hãy sống theo những điều chỉ dạy của ta. Ta sẽ ban cho các con phần thưởng nhiều hơn trong quá khứ, và ta đã có sẵn phần thưởng cho các con ở nước thiên đàng. Vì ta là Thượng Đế Toàn Năng, như lời ta đã phán. Đó là hồng ân sấm điển vô cùng vĩ đại và quan trọng của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho tất cả nhân loại. Mà tôi đã nhận được từ năm 1984 vào mùa hè. Và từ đó đến nay, tôi đã liên tục tìm đủ mọi cách để thông báo cho anh chị em nhân loại được rõ. Thế nhưng, hầu hết đồng bào nhân loại chúng ta đã thờ ơ qua sự kêu gọi của tôi bấy lâu nay. Vì thế, cho đến ngày 29 tháng 8 năm 2009, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã hiện ra trên mây để nhắc nhở cho nhân loại, và đồng thời cảnh báo và cảnh cáo cho nhân loại lần chót về việc mỗi chúng ta cần phải sám hối gấp và hãy thực thi những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giê-xu gấp, vì tận thế gần kề. Tận thế để phán xét người lành kẻ dữ, tận thế để sửa phạt và trừng trị những kẻ ác, tận thế để ban thưởng cho những kẻ hiền hòa sống theo những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giê-xu. Và kính thưa đồng bào nhân loại quý mến, ngày 29 tháng 8, những hình ảnh vô cùng vĩ đại và đặc biệt đã hiện ra. Và đúng một năm sau, mặt trời xoay chuyển cũng như quả địa cầu xoay chuyển, và trái đất quay đúng một vòng mặt trời. 365 ngày, trái đất quay được một vòng xung quanh mặt trời. Thì hình ảnh gì đã hiện ra? Hình ảnh sư tử nhà Chúa đã hiện ra. Hình
hình ảnh nhà Chúa hiện ra, hình ảnh sư tử cha bảo vệ sư tử con, nói lên tình thương yêu vô cùng đặc biệt và ưu ái của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là cha chung của chúng ta đối với nhân loại và đương nhiên đối với mỗi con người chúng ta. Thế nhưng chúng ta phải có bổn phận đền đáp cũng như vâng lời của Ngài, là phải khăng khít cùng Ngài và phải ở gần Ngài, và đương nhiên bằng mọi cách phải tìm cách hợp nhất với Ngài. Tức là một cách dễ hiểu là chúng ta làm cách nào để được hợp nhất với Ngài và ở gần Ngài, tức là chúng ta hãy cố gắng sống theo những điều chỉ dạy của Ngài. Thì đây là hình ảnh sư tử cha bảo vệ sư tử con đã hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2010, sau khi khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trước đó khoảng một năm. Đồng bào hãy coi để mà học hỏi, để mà nhận diện, để mà trả lời chính mình giữa mình và Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là cha chung của tất cả chúng ta. Và đồng bào cũng nhớ là sau khi hình ảnh này hiện ra là có hình ảnh gì đã hiện ra? Hình ảnh sư tử rồng sẽ tiêu diệt những kẻ ác. Sư tử này sẽ tiêu diệt quỷ sa tăng, bắt quỷ sa tăng và bắt quỷ rau xanh, nhốt chúng nó lại. Và đương nhiên sư tử này sẽ trừng trị những kẻ ác, hung dữ ác độc, giàu có ích kỷ kiêu ngạo, những kẻ tham sân si, cố chấp kiêu ngạo, không lo sám hối gấp, thì chắc chắn sẽ bị trừng trị bởi sư tử rồng. Trong sách Khải Huyền có nói về phần này. Hoặc là những kẻ đó sẽ bị nhốt chung với quỷ sa tăng, sư tử rồng sẽ bắt những kẻ hung dữ ác độc, tham sân si, cộng sản, tự do quá trớn. Nói nôm na là những kẻ hung dữ ác độc, tham sân si đều sẽ bị bắt và sẽ bị nhốt chung với Satan. Đây hình ảnh Satan. Một lần nữa tôi lặp lại để cho nhân loại đồng bào được rõ. Không một ai chạy khỏi lưới của trời. Đó là bài học mà ông bà tổ tiên chúng ta đã dạy dỗ chúng ta. Các con ơi, không ai chạy khỏi lưới của trời đâu nghe các con. Kính thưa đồng bào, nhân loại quý mến, nhớ điều đó. Đây, chính hắn đây, quỷ Satan đây, và đang nuốt những linh hồn tham sân si, những linh hồn cộng sản, những linh hồn tự do quá trớn, những linh hồn hung dữ ác độc, những linh hồn sắc sược kiêu ngạo, khinh khi Thiên Chúa Giêsu, thì sẽ bị thằng quỷ Satan này, bọn quỷ Satan này, nó bắt linh hồn và nó sẽ bắt làm nô lệ cho chúng nó hàng ngàn năm, vô cùng khủng khiếp, ghê rợn và ghê tởm và đau đớn vô cùng. Và đương nhiên những linh hồn bị nó bắt sẽ bị nó hành hạ và sẽ bị chúng nó đốt lửa nóng hàng nhiều ngàn độ như thế này. Coi đi rồi học hỏi để mà tỉnh thức. Một là sám hối gấp, sám hối. Be with Jesus and be happy, or Satan will get you. Hình ảnh này tôi chụp được ngày 1 tháng 1 năm 2011 ở tại Boza, đối diện Phước Lộc Thọ.
Đặc biệt ngày hôm nay, tôi cần nhắc nhở rất là tường tận và cặn kẽ cho tất cả quý vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới được rõ là quý vị có bổn phận thông báo những tin mừng vô cùng đặc biệt mà tôi vừa trình bày và đang trình bày. Những sấm điển và những phép lạ vô cùng vĩ đại và quan trọng này, quý vị có bổn phận phải thông báo cho dân tộc và đất nước quý vị biết để chuẩn bị đón tiếp cha trời thượng đế toàn năng hiện ra trong tương lai để cứu rỗi quý vị và dân tộc quý vị. Và nếu quý vị chậm trễ thì đất nước và dân tộc của quý vị sẽ bị tiêu diệt bởi sự chuyển mình của càn khôn và bởi bọn quỷ sa tăng vô cùng khủng khiếp. Và chắc chắn quý vị, những người lãnh đạo các quốc gia trên thế giới và quý vị lãnh đạo những tôn giáo làm lành lãnh dữ, nếu quý vị chậm trễ, quý vị không thông báo những tin mừng đặc biệt này đến cho đồng bào dân tộc của quý vị, thì chính quý vị sẽ bị bắt và sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng này. Thì lúc đó ráng chịu, nghiến răng thì đã muộn. Lúc đó thì đừng có than van trách móc là tại sao thánh gióng không thông báo cho quý vị biết. Và lời cảnh cáo và cảnh báo cũng như lời warning đặc biệt này dành cho tất cả các cơ quan truyền thông và truyền thanh trên toàn thế giới được biết rõ, including Vatican. Tất cả những tôn giáo làm lành lãnh dữ phải thông báo những tin mừng đặc biệt này đến cho đồng bào và dân tộc họ được biết. Tức là phép lạ, hình ảnh, cảnh báo vô cùng quan trọng. Thiên Chúa Giêsu hiện ra, sư tử nhà Chúa hiện ra và những hình ảnh mà tôi vừa trình bày để cho dân tộc và đất nước quý vị, dân tộc trong đất nước quý vị được biết để mà sốt sắng, sám hối, gấp ngõ hầu chính họ và gia đình họ được cứu rỗi. Nhớ thực thi càng sớm càng tốt, chớ chậm trễ, vì quý vị đã quá chậm trễ, tất cả chúng ta đã quá chậm trễ, nhất là quý vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới và cũng như quý vị làm nghề truyền thông truyền thanh đã quá chậm trễ. Vì lẽ đó quý vị không được phép chậm trễ nữa, tôi nhắc nhở, để cho khi mà thần chết ở cõi siêu nhiên đến bắt linh hồn quý vị và giam chung, tống giam quý vị với bọn quỷ dữ sa tăng, hoặc là linh hồn của quý vị sẽ bị đốt, thì lúc đó đừng có trách móc tại sao cha trời thượng đế toàn năng đã không thông báo cho quý vị biết. Tôi đã thông báo trên internet trên 3 năm nay, YouTube và trên website. Tôi đã kêu gọi vô cùng thống thiết trên đài radio. Thế nhưng hầu hết tất cả chúng ta đã và đang thờ ơ, và thậm chí có kẻ còn khinh bỉ. Rất tiếc, những kẻ đó đến giờ phút này vẫn chưa thực sự sám hối, vì linh hồn của những kẻ đó đã và đang bị quỷ sa tăng bắt rồi. Tôi chỉ hy vọng những kẻ đó nếu mà biết được lần thông báo kỳ này thì hãy mau mau sám hối gấp, đáp lại lời mời gọi của cha trời thượng đế toàn năng qua sự dạy dỗ của Thiên Chúa Giêsu, ngõ hầu chính họ và gia đình họ và đất nước họ được cứu rỗi.